Trước khi đi bộ ngoài không gian, họ đã mở tất cả các loại công cụ phục vụ chuyến đi bộ ngoài không gian, lắp đặt một ống thông gió trong cabin và hoàn thành nhiều buổi diễn tập đi bộ ngoài không gian. Phi hành đoàn gồm 3 người đã sống trên quỹ đạo được 70 ngày. Họ đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ, trong đó có luân chuyển phi hành đoàn trong quỹ đạo với các phi hành gia thần châu 14, kiểm tra thiết bị tàu vũ trụ. Họ cũng đã kiểm tra y tế, tập luyện bảo vệ trong tình trạng không trọng lượng và một loạt thí nghiệm khoa học vũ trụ. Theo cơ quan vũ trụ Trung Quốc, 3 nhà du hành của tàu Thuần Châu 15 hiện tình trạng sức khỏe tốt và tổ hợp trạm vũ trụ đang hoạt động ổn định. Mọi điều kiện đã sẵn sàng cho chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên của phi hành đoàn.